Rồi, xin chào tất cả các bạn, rất vui khi bạn trở lại tới video tiếp theo. Trong video này, mình có một trận giao lưu với bạn AFC, với một chủ tiệm bánh của các bạn. Có cái mã là 3939, rồi bây giờ mình sẽ bấm mình tìm nha. Rồi, đây, gặp bạn AFC, Moody Chen. Rồi, hình bạn này full vàng các bạn, còn bên mình thì có thủ môn full rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào mà đấu xem trận đấu như thế nào nha các bạn. Không biết là mình có chơi lại hay không. Không phải là đội hình người ta chưa có đen là người ta đá dở đâu nha các bạn. Có những kỹ thuật bạn đá rất là hay luôn. Đây là đội hình của mình nè. Còn đây là đội hình của bạn AFC. Rồi, mình là người phá bóng trước. Đang chuyền lên. Trời ơi, không được rồi. Chọn đi chuyền về. Tấn công. Ừ. Tấn công rồi. Hay quá. Đang bà giữ banh dứt lại. Dứt. Rồi, vào rồi. Ở phút thứ 9 các bạn. Ở phút thứ 9 thì Son đã đá vào một quả đầu tiên rồi các bạn. Hay quá. Đó là công của Son. Ở phút thứ 9. Rồi. Hiệp đấu tiếp tục. Chuyền không chính xác. Chuyền không cơ hội nhất. Không được rồi. Thủ môn hay quá. Thủ môn đã đỡ được. Rất tiếc quả vừa rồi. Bây giờ là phạt góc dành cho mình. Dứt. Trời ơi, hay quá thủ môn ơi. Đó là thủ môn Allison các bạn. Một cái phạt góc thứ hai. Dứt. Cậu. Dứt. Trời ơi. Ra ngoài luôn. Hay thiệt chứ vậy mà ra ngoài được các bạn. Rất là tiếc cái quả vừa rồi. Chuyền lên. Trời ơi, xem chúng là lụm bánh được rồi. Vẫn không được các bạn. Mình cố gắng để mình giành nhưng mà vẫn không được. Chuyền lên rất là nhanh. Ừ. Không được. Không lấy banh. Trời ơi. Chuyền bị dướng rồi. Mình chuyền bị dướng các bạn. Chuyền lên rất là mạnh luôn. Chuyền ngay cho thủ môn mình. Thủ môn chờ giờ chuyền hết ga lên luôn. Ơi. Lên. Trời ơi, không được. Ừ. Trời ơi. Con. Ơi. Dứt. Nhảy quá vào rồi. Ở phút thứ 33 thì Messi đã vô thêm một quả nữa rồi các bạn. Rất là may mắn cho mình luôn. Đó là công của Messi ở phút thứ 33. Rồi, trận đấu tiếp tục. Bên bạn AFC này đang tấn công lên. Ừ, trời ơi. Ôi, nguy hiểm. Đó. Vào rồi, ở phút thứ 37. Phút 37, Ronaldo bên đội AFC đã ghi thì một quả các bạn. Chỉ số hiện tại là 2-1. Chưa hết một hiệp mà tỷ số đã tăng lên cũng khá nhanh các bạn. Cố giật. Ừ. Lên luôn. Trời ơi, rồi phạm lỗi rồi các bạn. Mình cố gắng chạy lên nhưng mà bên bạn AFC đã phạm lỗi với cầu thủ của mình rồi. Thế nào đây? Dứt. Trời ơi. Bấm nút đá, không bấm nút chuyền. Bấm nút đá là được rồi. Rồi, vậy là hiệp 1 đã kết thúc rồi các bạn. Rồi, các bạn nào đang xem video, nếu thích video mình, đừng tiếc cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ nha. Cũng như là bạn nào muốn giao lưu với mình thì comment bên dưới cho mình để biết mình giao lưu với các bạn nha. Để lưu lại những khoảnh khắc, những kỹ thuật hay trong trận đấu các bạn. Rồi. Bây giờ là bạn ấy có thể là đang đổi người hoặc là thay đổi đội hình gì đó các bạn. Cũng hơi lâu chút xíu ha. Rồi, đã vào rồi. Trận đấu tiếp tục. Đây là trận hiệp thứ 2 nha. Hiệp thứ 2. Bạn ấy đang chuyền tới chuyền lui. Chuyền xuôi chuyền ngược.
chiền, chiền. Chờ bạn ấy chưa có tấn công lên các bạn, chỉ chiền ở ở phần dưới thôi. Rồi bây giờ mới lên nè. Dụ cho mình, dụ cho chơi chơi đội hình mình nó về các bạn. Dứt, dứt. Vào rồi các bạn. Ở phút thứ 58 của hiệp 2 thì đã vào thêm một quả nữa rồi. Đó là 3-1 nha. Hay quá. Dứt. Ừ. Rất là may các bạn. Tỷ số là 3-1 rồi. Thời gian còn lại sẽ như thế nào đây? Các bạn cùng mình theo dõi xem trận đấu là bên bạn FC này có gửi lại được quả nào nữa hay không ha. Bạn ấy chuyền tới chuyền luôn, chuyền xuôi chuyền ngược. Cuối cùng, trời ơi, vậy mà bị dướng luôn. Rất là tiếc tình huống vừa rồi các bạn. Mình đang ở gần công trình đó cho nên họ làm gùm chút xíu các bạn, chịu khó nghe chút xíu ha. Rồi, được rồi. Trời ơi. Một cái tình huống, trời ơi, rất là may mắn mình cho thủ môn băng lên kịp lúc các bạn. Nhưng mà thủ môn không băng lên kịp lúc ấy. Ừ, còn. Trời ơi. Thủ môn mà không băng lên kịp lúc thì có lẽ cái quả đó vừa rồi đã bị vào rồi các bạn. Thế là bên đội AFC đã có lỗi với cầu thủ của mình rồi. Thủ môn sẽ phát bóc lên. Ừ. Đến. Trời ơi, trễ một chút xíu các bạn. Còn. Vẫn còn. Vẫn còn. Trời ơi. Vẫn còn. Ừ. Lại lấy banh được rồi. Tiếp tục. Tiếp tục. Cơ hội. Dứt. Dạo rồi. Ở phút 83. Tỷ số hiện tại là 4-1 các bạn. Rồi. Rồi. Bạn ấy đã bỏ của chạy lấy người rồi các bạn. Bạn ấy đã out ra. Ở phút thứ 83 rồi. Bạn ấy đã out ra rồi. Rồi thôi. Vậy là trận đấu đã kết thúc. Các bạn nào đang xem video, nếu thích video mình, đừng tiếc cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ nha. Cũng như là bạn nào muốn giao lưu với mình để trao đổi những kinh nghiệm đá, các bạn comment bên dưới cho mình để mình biết mình giao lưu với tất cả các bạn nha. Còn sau đây là những cái bàn thắng trong trận mình sẽ quay lại để cho các bạn xem nha. Rồi thôi, xin chào, hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.